Trọng Khương xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi kênh Sống để Hạnh phúc. Kính thưa quý vị, trong xã hội cạnh tranh khốc liệt, nhân tài nhiều như lá mùa thu rụng, hiện nay một người đàn ông muốn đứng vững trong hội không thể chỉ dựa vào may mắn nhất thời mà cần phải có bản lĩnh thực sự. Những người có nhân phẩm tốt thường được nhiều người tôn trọng và giúp đỡ, làm việc gì cũng dễ thành công. Một người đàn ông có bản lĩnh thực sự thường hội tụ 4 đặc điểm sau đây. Mời quý vị cùng theo dõi video ngay sau đây nhé. 4 điểm chỉ có ở người đàn ông bản lĩnh, gặp được nhất định phải kết giao. Đầu tiên, khiêm tốn nhã nhặn. Người xưa có câu, đất thấp thành biển, người thấp thành vua. Trong thế giới bao la rộng lớn này, trên trời có trời, trên người có người. Ai biết được, ai sẽ trở thành thiên hạ số 1? Con người sống ở đời, chỉ khi hạ thấp thái độ mới có thể đi lâu và đi xa. Cuộc sống hạnh phúc mới bắt đầu vẫy tay chào đón bạn. Khiêm tốn không phải là tự ti, cũng không phải là mềm yếu, vô dụng và trốn tránh, mà đó là ve sầu lột xác trong sự thức tỉnh, trí tuệ trong sự ngu si. Khiêm tốn là một trí tuệ lớn. Người khiêm tốn thường ít dục vọng, mà ít dục vọng sẽ giữ được mình cương trực, không quan tâm thiệt hơn. Khiêm tốn còn là triết lý để thành việc lớn. Nếu một người lúc nào cũng khoe khoang quá độ, rêu rao khắp nơi, chỉ khiến người khác xa lánh và ghét bỏ. Những người đàn ông càng không có bản lĩnh sẽ càng kiêu ngạo, luôn nghĩ mình cái gì cũng biết, cái gì cũng làm được. Còn một người đàn ông thực sự có bản lĩnh sẽ biết thế giới rộng lớn như thế nào, luôn khiêm tốn trước người khác, làm việc cũng rất nhún nhường, không bảo thủ, luôn không ngừng học hỏi để nâng cao bản thân. Người xưa có câu, hạt mạch chín tự biết cúi mình. Một người đàn ông hay bộc lộ tài năng sẽ ngày càng tự cao tự đại, hay lên mặt nạt người, coi trời bằng vung, nên rất dễ phạm phải những sai lầm chí mạng, dễ khiến người khác có suy nghĩ cảnh giác, ghét bỏ và thậm chí là hủy diệt. Dù huy hoàng trong phút chốc, nhưng ắt sẽ gặp họa lâu dài. Còn một người đàn ông có bản lĩnh thực sự luôn biết cách giấu tài, khiêm tốn, học hỏi người khác, luôn giữ đầu óc tỉnh táo và bình tĩnh, luôn nhận được sự giúp đỡ và ủng hộ của người khác ở mức độ cao nhất. Mỗi bước đi một dấu chân, tiến tới thành công một cách vững vàng. Trong xã hội, những người đàn ông có bản lĩnh thực sự luôn tồn tại một cách thầm lặng. Họ thích lắng nghe hay tư duy và không phát biểu suy nghĩ của mình một cách tùy tiện. Cho dù là nói chuyện bình thường, cũng luôn biết chừng mực và điểm dừng, không bao giờ áp bức đối phương đến đường cùng, luôn để lại đường lui cho người khác và biết đặt mình vào vị trí của họ, không nói cạn lời, không khiến người khác khó xử hoặc mất mặt. Người quân tử thường thản nhiên thư thái, kẻ tiểu nhân thấp thỏm lo âu. Những người đàn ông thực sự có bản lĩnh luôn có tấm lòng rộng mở, có tầm nhìn riêng của mình. Đối nhân khiêm tốn, hành sự vững vàng, tác phong suy nghĩ thầm lặng, không tranh chấp với người, với đời. Thứ hai, chín chắn vững vàng, tính cách điềm đạm. Có người nói rằng bản chất của mọi đau khổ là sự phẫn nộ đối với sự vô dụng của bản thân. Một người trong lòng mạnh mẽ sẽ không bị ảnh hưởng bởi thế giới bên ngoài, đánh mất bản thân và lý trí. Đứng trước khó khăn, vấn đề đầu tiên mà họ nghĩ tới là làm thế nào để giải quyết, chứ không phải tức giận và trách mắng người khác. Một người đàn ông có bản lĩnh sẽ không đổ lỗi cho mọi người và mọi thứ xung quanh. Thay vào đó, Họ chỉ biết tìm nguyên nhân từ chính mình và tự nhủ một lời thề rằng lần sau sẽ làm tốt hơn. Đỗ Nguyệt Xanh đã từng nói, người đứng đầu có bản lĩnh, không nóng này. Người đứng cuối không bản lĩnh hay nóng này. Trong thực tế, nếu như tỉ mỉ quan sát, bạn sẽ phát hiện ra rằng những người đàn ông càng có bản lĩnh sẽ càng khiêm tốn lễ độ và không nóng này. Còn những người đàn ông càng không có bản lĩnh sẽ càng cục súc và dễ nổi nóng. Đàn ông càng có bản lĩnh, tố chất và tu vi càng cao, dù phải chịu bao nhiêu uất ức, khó khăn, họ vẫn đều kìm nén được cảm xúc, quyết không mang về nhà. Không phải họ không biết tức giận, mà họ sẽ không nổi nóng với người mình yêu thương. Một người đàn ông có bản lĩnh thực sự không bao giờ nổi nóng trong nhà. Thay vào đó, họ luôn điềm đạm và biết cách kiểm soát cảm xúc. Nhưng ở bên ngoài, họ chắc chắn là một kẻ mạnh. Ngược lại, những người đàn ông càng không có bản lĩnh, càng chỉ luôn nghĩ đến việc tranh cao thấp trong gia đình. Do vậy mới nổi nóng, sai bảo và chỉ tay 5 ngón với người mà mình yêu thương. Đàn ông có bản lĩnh, họ luôn biết cách kiểm soát cảm xúc của mình, làm việc chắc chắn và yên ổn trước bổn phận. Khi đối mặt với công việc và những chuyện vụn vặt trong cuộc sống, họ thường rất điềm tĩnh, nhìn nhận vấn đề một cách lý tính và luôn giải quyết được vấn đề một cách suôn sẻ. Hơn nữa, họ làm việc cũng rất đáng tin, sẽ không đảo lộn kế hoạch chỉ vì những nhân tố vụn vặt bên ngoài. Ngược lại, những người hay thấp thỏm lo âu thường dễ bị chấn động trước những chuyện nhỏ, rất bất lợi khi làm việc lớn. Những người đàn ông có tính cách điềm đạm luôn là những người có tầm nhìn xa trông rộng, trình độ nhận thức cao. Mọi việc mà họ làm đều là những việc có ý nghĩa. Họ không có thời gian và tâm tư để tính toán những chuyện còn con. Chỉ có những người đàn ông không có bản lĩnh, tầm nhìn hạn hẹp mới luôn đau đáu vào những chuyện vặt vãnh, tính tình nóng này, không muốn quan tâm tới những thứ lớn hơn, chỉ cam tâm tình nguyện làm con ếch ngồi dưới đáy giếng. Điểm tiếp theo, có thành tín, nói lời giữ lời. Khổng Tử có câu, nhân nhi vô tín, bất tri kỳ khả giã. Ý chỉ người mà không biết giữ chữ tín sẽ không thể thành người được. Con người sống ở đời phải coi thành tín làm trọng. Thành để tu thân, tín để lập nghiệp. Làm người phải thiết thực, nói lời phải chân thực và làm việc phải thành tín. Dù nghèo cũng không được dối lừa người khác, đánh mất chữ tín. Tiền có thể cố gắng kiếm được, nhưng thành tín một khi đã mất sẽ không bao giờ lấy lại được. Không giữ chữ tín có thể được lợi trước mắt, nhưng chắc chắn sẽ không được lợi lâu dài. Không thành tất bại, không tín tất gặp họa. Thắng nhỏ nhờ trí tuệ, thắng lớn nhờ đạo đức. Thành tín là bản mặt của một người đàn ông trưởng thành, muốn có chỗ đứng trong xã hội, nhất định phải thành tín và nói lời giữ lời. Một người đàn ông thực sự có bản lĩnh sẽ không bao giờ thất hứa. Những chuyện đã hứa với người khác nhất định sẽ làm được. Nợ tiền người khác nhất định sẽ nhanh chóng trả lại. Không lừa gạt, nói lời giữ lời, giữ chữ tín và trọng chữ tín. Cuối cùng, có nhân phẩm tốt. Con người sống trên đời, tiền tài không phải là số 1, danh lợi không phải là số 1, quyền thế cũng không phải là số 1, mà nhân phẩm mới là số 1. Muốn được người khác tín nhiệm, phải có nhân phẩm tốt. Chỉ những người có nhân phẩm, đạo đức tốt mới được nhiều người tín nhiệm. Những người nhân phẩm kém, thất hứa, chỉ màng danh lợi, chỉ khiến người khác ghét bỏ. Nhân phẩm là con át chủ bài, còn hành vi là thể diện. Nếu cả hai thứ đều tốt, thì cuộc đời mới có nhiều cơ hội. Những người có nhân phẩm chân chính, giữ chữ tín mới có được nhiều thu hoạch thực sự. Nói lời giữ lời mới có được sự tín nhiệm của người khác. Con người có thể mất tiền nhưng không được mất lương tâm. Có thể không có tiền nhưng không được không có nhân phẩm. Những người có nhân phẩm, có lương tâm sẽ không bị ai bắt nạt và bỏ rơi. Sống phải biết bổn phận, làm việc phải vững vàng thì mới được người khác tôn trọng, mới có thể đứng vững trong xã hội. Tiền bạc cướp được chẳng hay ho gì, lợi ích có được từ việc bất chấp thủ đoạn cũng chẳng vẻ vang gì. Cần phải hiểu rằng con người không thể may mắn mãi, như hoa cũng có lúc phải tàn. Khiêm tốn là phẩm chất tốt, nhân phẩm là quan trọng nhất. Một người đàn ông có bản lĩnh thực sự, họ luôn hiểu rằng làm gì cũng phải đúng với lương tâm của mình, không hại người, không kiếm tiền bất lương. Dù nghèo khó, cũng không bao giờ lừa gạt người khác. Hết tiền có thể kiếm, nhưng nếu mất nhân phẩm, coi như toang. Nhân phẩm là gốc, là danh thiếp đồng hành cả đời với bạn. Đàn ông sống mà không có nguyên tắc, dù có thể kiếm được chút tiền nhờ mánh khôn vặt, nhưng sẽ không được lâu dài. Còn người đàn ông có bản lĩnh thực sự, họ không bao giờ lệch lạc tâm tư, làm việc có giới hạn và không làm những việc không nên làm. Bởi thứ mà họ hướng đến là tương lai lâu dài, chứ không phải là lợi ích trước mắt. Những người đàn ông có bản lĩnh thực sự luôn làm việc chắc chắn, không giả dối, không lừa gạt, chân thành đối xử với người, với đời. Thực ra cuộc đời của mỗi chúng ta chỉ có 4 chữ: làm người, làm việc. Học được cách làm người rồi, làm việc sẽ đơn giản hơn rất nhiều. Những người đàn ông có bản lĩnh thực sự luôn là những người có thành tín, có trách nhiệm. Tính cách điềm đạm, khiêm tốn trước mọi người và có nhân phẩm tốt. Những người đàn ông như vậy, dù hiện tại chưa tốt, chưa vẻ vang, nhưng sẽ có một ngày, khi thời cơ chín muồi, họ ắt sẽ tự gây dựng được giang sơn riêng bằng chính đôi tay của mình.